Tại mọi người ở nhà làm cái gì? Trong lúc viết thì mọi người có thể là xem YouTube, bật một cái video YouTube lên. Dạo này mình rất là hay nghĩ ra mình cái trò linh tinh để làm. Người ta làm bán thì người ta mới cần đẹp cho mình ăn này thì gọi là spa tại nhà ấy. Và mình rất là thích cái mùi cà phê nên là mình vẫn xài. Nhưng mà nếu mà mua lại thì chắc là mình sẽ không mua. Hello mọi người, lại là mình May đây. Và chào mừng mọi người đến với vlog một ngày giãn cách của du học sinh Hàn Quốc, người Hà Nội đang sống tại Sài Gòn nha. Thì ngày hôm nay trời mưa, khá là sảng khoái, khá là vui. Và mình sẽ đi làm cà phê để uống cho tỉnh nhá. Mình thì chỉ uống cà phê đen đá không đường thôi, nên là mình sẽ pha cà phê phin. Buổi sáng thì mình vừa mới tắm xong rồi, nên là bây giờ thì mình sẽ bôi cái kem dưỡng điều trị mụn này của Bioderma. Sau đấy thì mình sẽ ngồi chơi một chút, uống cà phê. Không biết là các bạn nào thích uống cà phê giống như mình không, nhưng mà mình rất là thích uống cà phê. Và sáng nào mình cũng cần có cà phê hết. Chung là mình rất là yêu cái vị của cà phê và cái cảm giác tỉnh mà cà phê mang lại. Sau đấy thì mình sẽ ăn sáng. Thực ra là dạo này giãn cách mình ăn hơi nhiều mọi người ạ. Mình vừa mới đam mê nấu ăn này, mình lại còn rất là thích ăn nữa. Mình rất là tâm hồn ăn uống, nên là trong vlog này sẽ có rất là nhiều đồ ăn. Và buổi sáng thì bình thường mình sẽ check Instagram, Facebook, YouTube, nghe mình gọi mọi người. Và sau đó thì mình sẽ ăn bánh gạo. Mình rất là thích ăn vặt, nên là mình rất là ăn bánh gạo rồi mấy cái đồ linh tinh ấy. Hello mọi người. Hello mọi người. Mọi người có khỏe không? Thì buổi sáng ngày hôm nay mình tỉnh dậy thì thấy trời đang mưa. Thấy khá là vui, kiểu mình rất là thích cảm giác mà bên ngoài trời mưa mình lại không phải ra đường, mình ở trong nhà ấy. Và bây giờ thì có muốn ra đường không được nữa rồi. Đấy, bởi vì là mình đang trong Sài Gòn, mà Sài Gòn bây giờ dịch hơi căng một chút, nên là chung là mình lâu lắm không ra đường ấy, cũng phải 2 tuần rồi. Đấy, lúc nào chỉ ra đường để lấy ship, người ta ship đồ ăn ấy, thì mới đi lấy thôi. Bây giờ nhà mình cũng đang hơi hết đồ ăn. Đây không phải nhà mình cơ, đây là nhà bạn mình mọi người ạ. Mình sang ở cùng bạn mình trong thời gian giãn cách này. Đấy, cho nó có bạn có bè chăm sóc nhau, kiểu đấy. Và bây giờ thì mình sẽ get ready, sẽ make up một chút. Mà thực ra là không gọi là make up được, mà cái này mình chỉ đơn giản là bôi kem chống nắng. Mình quên mất, mình nhớ ra là phải bôi kem chống nắng cho cả mặt, cả body. Bây giờ mình sẽ đánh thêm một chút son, kiểu thế. Chứ dạo này mình ở nhà mình cũng chẳng make up cũng chẳng gì ấy. Sorry mọi người nhé, đang quay giờ thì tự nhiên đẩy bộ nhớ, thế là lại phải quay lại. Ok, mình sẽ bôi kem chống nắng nha mọi người. Thực ra là mình một người rất là lười bôi kem chống nắng nhá. Sau mình bị bạn bè mình nói nhiều quá ấy, kiểu bảo là suốt ngày skin care các thứ lại lười bôi kem chống nắng thì không được. Nên là ok, mình sẽ chăm chỉ với kem chống nắng. Dạo gần đây thì ở nhà rảnh ấy, mình rất là thích làm đẹp luôn. Mình đi spa dạy ra nhiều lắm mọi người ạ. Mình sẽ chia sẻ thêm trong vlog này. Nhưng mà tại vì cũng rảnh mà, với cả bây giờ không đi chơi thì phải làm đẹp thôi. Khi nào mình đi chơi thì mình xinh, kiểu đấy. À, với cả kem chống nắng mình đang dùng ý, là kem chống nắng của Nourishes nha mọi người. Đây là một hãng của Hàn Quốc, mọi người biết hãng này không? Hãng này là một hãng mình thấy rất là ok. Dạo gần đây hãng này mình thấy cũng khá là nổi. Mình thấy mọi người review nhiều ở trên TikTok với cả trên Facebook, Instagram các thứ ấy. Cái kem chống nắng này mình thích nhất ở một cái chỗ ấy, là nó không bị vẻ trắng, kiểu như nó nâng tông nhẹ mà nâng tông một cách rất tự nhiên ấy. Và sau khi mà mình bôi xong thì nó sẽ không bị cái vẻ trắng để lại sau khi mà bôi kem chống nắng như một số kem chống nắng khác. Và nó rất là thoáng da ấy, nó không bị mí đâu. Nó không bị cái bột đâu, mà nó cái chất của nó kiểu như là kem dưỡng ấy. Cái này nó cũng dưỡng ẩm rất là tốt. Và bôi cái này xong là đã đủ ẩm rồi, không phải bôi kem dưỡng ẩm nữa. Mình cũng vừa nãy có bôi một cái lớp và kem dưỡng trị mụn rồi, nên là cũng đã có độ ẩm sẵn rồi. Bây giờ mình bôi lên này nó là đủ ẩm luôn. Mọi người nhớ bôi lượng đủ nhá.
Vì hồi trước mình xem được cái video trên YouTube ấy, là cái lượng kem chống nắng mình cần ấy nhiều hơn mình nghĩ đấy. Nhiều khi mình cứ nghĩ là bôi một ít thôi là đủ, nhưng mà không, phải bôi nhiều phết đấy mới đủ bảo vệ da. Dạo gần đây mình còn dùng cả chống nắng cho body nữa cơ, cho mọi người xem. Kiểu cái serum dưỡng thể của mình, bạn nào mà xem cái video trước của mình thì sẽ biết cái đấy cũng của nhà Nourishes luôn. Thì mình sẽ dùng cái đấy cũng có SPF để chống nắng luôn cho da body. Tại vì dạo này được nhiều người Việt Nam ý đi nắng cái thứ mình không quen che chắn nhiều nên là nó cũng bị đen đi một chút. Ở trong cái em kem chống nắng này còn có niacinamide. Mình thấy dùng nó lành tính ý. Mình từ lúc mình dùng thì mình không bị lên mụn hay không bị kích ứng hay gì cả, đã ok rồi. Cái này của Perso thì cái này nó là cho cả môi cả má luôn. Thì mình sẽ đánh lên má nữa cho má nhìn ửng hồng, nó cứ te. Mình thấy má hồng ấy sẽ khiến cho má mình tươi tắn hơn rất là nhiều. Tại mọi người ở nhà làm cái gì? Thực ra mình cũng không làm gì nhiều đâu ấy. Mình cũng dạo đây chắc là mình nấu ăn nhiều hơn. Sau video này mọi người cũng sẽ thấy là mình sẽ nấu rồi làm cái linh tinh rất là nhiều. Tại vì rảnh mà, chán mà. Bây giờ nghỉ hè rồi thì cũng rảnh hơn một chút. Không hào. Trông mặt có sức sống hơn một chút đúng không? Ở nhà thì cũng chỉ cái này, cần thế này thôi, không cần nhiều. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bôi cái này cho body. Đấy. Thì cái này sẽ giúp mình dưỡng trắng, cả mình sẽ nâng tông luôn. Nên là chắc chắn là khi nào mình được đi ra ngoài đường đi chơi, mình thích mặc những cái bộ mà nó hơi sexy hơn một chút. Tại vì ở trong này cũng nóng, với cả thấy đi ra đường thấy mọi người hay mặc như thế đẹp ý, nên mình cũng thích. Và nếu mà mặc những cái đồ như thế mà có những cái kem dưỡng thể mà nâng tông như này, mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình sẽ blend rất là nhiều. Bôi. Vì bây giờ đang dịch nên là trường mình hầu hết là học online. Mình nghĩ là kỳ sau trường mình vẫn sẽ học online. Và mình sẽ chưa biết là mình bao giờ mới về lại Hàn Quốc. Bởi vì là nếu mà cứ đi lại lại này thì cũng cách ly cũng hơi mệt. Và dịch thì cũng hơi nguy hiểm ý. Nên là tạm thời mình vẫn đang ở một chỗ thôi. Bình thường thì giờ này mình sẽ phải mở laptop ra để học online. Nhưng mà bây giờ vì đang nghỉ hè nên là mình sẽ thường xem YouTube hoặc là xem Pinterest hoặc là nghe nhạc, rồi sau đó lấy sổ ra viết, có thể là ghi lại những ý tưởng mới mình có hoặc là ghi lại tất cả những cái suy nghĩ của mình thôi. Nó kiểu dạng journaling ấy. Mình nghĩ là cái thói quen viết sổ này rất là tốt cho cuộc sống của mình. Kiểu mình cảm thấy mỗi khi mà stress hay là có vấn đề gì thì mình chỉ cần viết hết những suy nghĩ của mình ra và tìm được hướng giải quyết. Nó là một dạng kiểu nhật ký ấy. Với cả mình cũng sẽ viết những cái công việc mình cần làm, những cái mục tiêu sắp tới của mình ra nữa. Chứ mà mình rất là thích viết và ngày nào mình cũng viết sổ mọi người ạ. Trong lúc viết thì mọi người có thể là xem YouTube, bật một cái video YouTube lên, hoặc là nghe nhạc, hoặc là xem tất cả mọi thứ mọi người muốn. Bây giờ thì mình sẽ ăn cái ngũ cốc này nha. Đây là một cái ngũ cốc mình không biết là của Đài Loan hay là Trung Quốc. Mình mới mua ăn thử thì mình thấy khá là ngon. Cái ngũ cốc là một cái là mình cảm thấy, mình không biết là nó có healthy hay không nhá, nhưng mà cái cảm giác của nó khá là healthy tại vì nó không bị ngọt ý. Ý, ở bên trong này cũng có khá là nhiều thứ, mình sẽ đổ cho mọi người xem. Đấy. Đổ ra nhé. Ở bên trong này nó sẽ có yến mạch này, có một cái gì đấy mình không rõ nữa, rồi có mấy cái hạt hạt ý. Với cả cái nho khô này sẽ khiến cho cái ngũ cốc của mình có vị ngọt. Đấy, thì ăn ngũ cốc nha. Cái ngũ cốc này nó không quá ngọt ý. Bình thường thì mình sẽ ăn ngũ cốc với cả sữa tươi không đường, nhưng mà bây giờ nhà mình ấy không có sữa tươi không đường nên là mình sẽ dùng tạm cái sữa này. Cái sữa này uống khá là lạ. Nó là sữa tươi đường đen mọi người ạ. Nó có vị đường đen, nó hơi giống sữa tươi trên sữa đường đen ý. Đấy, thì vị nó kiểu kiểu như thế. Sữa này bạn nào uống chưa? Uống khá là ok, hơi ngọt một chút. Nên là khi mà ăn với cái ngũ cốc này thì nó lại vừa. Tại vì cái ngũ cốc này nó hơi nhạt một chút. Nếu bạn nào mà thích ăn ngọt thì sẽ thấy cái ngũ cốc này hơi nhạt. Đấy, mình sẽ đổ sữa vào nha.
줘야 되고 지난번에도 양배추를 추가해서 넣었었는데 오늘도 양배추 딱 이 정도 넣으면은 둘이 먹기에 적당해요. 그리고 오늘은 Như là mình cũng đã nói là ở nhà giãn cách mình khá là rảnh ý, nên là dạo này mình rất là hay nghĩ ra mình cái trò linh tinh để làm. Và mình mới xem được một cái cách làm chân trâu trên YouTube nên là mình đã quyết định làm theo. Ok mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ làm chân trâu nha. Bởi vì là bây giờ dạo này giãn cách thì ở nhà mình hay nghịch nghịch với cái trò vớ vẩn. Và mình thấy là đây là một cái món khá là dễ, chỉ có cần nguyên liệu là bột năng này. Đây, chỉ cần nguyên liệu là bột năng với đường với nước thôi, khá là dễ nên là mình sẽ làm thử luôn xem như thế nào. Mà người ta bảo là cần 150g bột năng thì mình không có cái gì để cân cả nên là cái gói này 400g mình sẽ nghe theo tiếng gọi của tổ tiên nha. Để xem là 150g là bao nhiêu. Bột năng mình cho bát này nha mọi người. Đủ nha. 150g thì từ bình tĩnh là mình làm toán nhá, chia đôi gói này ra là 200 thì mình sẽ lấy gần một nửa gói này nha. Ừ, dừng cho mọi người, mình sợ quá. Ok. Chắc là được rồi ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đổ nước sôi vào từ từ nhá. Đổ nước sôi vào từ im, từng tí một. Cứ đổ nước sôi vào xong rồi quấy quấy lên như này để cái nước sôi này nó làm chín bột ý. Mình khá là hậu đậu ấy mọi người. Mà dạo này bắt đầu làm bếp nhiều hơn, bắt đầu phải tự nấu ăn các thứ chứ không order về được nữa ấy, thì thấy cũng vui vui. Nói chung là cái này mình nghĩ là phải dần dần từ từ sẽ giỏi lên. Chị bảo là cứ làm này cho đến khi nào mà bột nó quánh quánh lại rồi nó không dính tay nữa là được. Ok cả nhà ơi, bây giờ thì mình đã có một cục bột rất là xinh xắn ở đây. Tên tên tên, rất là dễ thương. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nặn chân trâu nha. Ok. Mình có cả phô mai con bò cười lên nữa. Thì mình sẽ làm cả chân trâu phô mai. Đó. Thì hôm nay thì mình sẽ nặn viên chân trâu nó to to. Để mình sẽ ăn kiểu múc ăn ý, chứ không phải là hút, nên là mình sẽ làm một viên to to ăn cho đã nha. Mình sẽ như bột mình nó hơi khô tại vì mình vừa mới chạy đi làm cái này. Bây giờ mình sẽ lấy một phần nhỏ như thế này. Xong rồi. Chết rồi, như nó hơi khô khô. Nhưng không sao, mình sẽ nắn nắn nắn. Chân trâu khoảng tầm nào được. Đây nha, mình sẽ thử. Mình dùng cái dao này thôi. Sẽ cắt nó ra như thế này. Nhưng nó hơi to quá rồi. Cắt thành những viên như này, ăn cho nó đã. Kiểu mình sẽ múc ăn ý. Nên là ăn miếng to cho nó đã. Đấy, chân trâu siêu to khổng lồ luôn. Từ từ, thế sao nó lại có vẻ không được đẹp thế nhỉ? Đây. Đó, mình đã lăn thành viên như này. Rất là siêu to khổng lồ luôn. Lăn thành viên. Viên chân trâu này của mình ăn luôn. Lòi bản họng. Từ như hơi to quá mức cho phép mọi người. Thôi kệ mình. Không sao, không sao. Cái này mình đã. Viên này thì nhỏ nhỏ xinh xinh này. Ok, mọi người thấy những viên chân trâu của mình thế nào? Mọi người nhìn này, chân trâu của mình. Những viên trâu của mình này. Quá đáng thực sự chứ. Đây là vài viên có phô mai nhá. Đấy. Mình sẽ kiểu không chia ra là một bên phô mai, một bên thường ý. Mình sẽ để vào chung với nhau luôn. Kiểu thỉnh thoảng ăn được miếng phô mai sẽ như vớ được vàng đấy. Đấy là kế hoạch của mình. Thế lấy thêm một tí nữa. Tại vì đây, theo như mình tự suy đoán thì mình sẽ là để phô mai vào giữa rồi mình sẽ viên lại như là bình thường thôi. Mình sẽ cắt phô mai như thế này. Đây, để phóng nhỏ. Đây, từng này phô mai nhé.
Từ này sang mai phải làm thử trước. Xong rồi mình sẽ viên nó lại ha. Đây. Trời ơi, bên trong ẩn chứa một viên phô mai nho nhỏ. Cũng được, cũng được, cũng được. Lúc mà mình luộc lên nó sẽ thành trong suốt đi mọi người. Lúc ấy sẽ nhìn thấy phô mai bên trong. Mọi người công nhận là ăn chân trâu to đã hơn không? Kiểu mình thích ăn cái chân trâu ở trong chè cục ý. Tại vì nó rất là to. Đấy, chị sẽ cắt như này luôn này. Cắt như này luôn. Và chị sẽ làm kiểu chị sẽ ăn cái chân trâu vuông như này luôn ý. Mình sẽ làm một ít chân trâu như này luôn nhé. Tạp phế lù à, ăn cho nó vui miệng. Người ta làm bán thì người ta mới cần đẹp cho mình ăn này thì mình ăn đơn giản như nào cũng được, miễn là vào mồm. Đấy, nhưng mà nhìn nó xinh, xinh dã man ấy. Không thể ngừng nghĩ đến cái kẹo sữa ở bên Hàn Quốc là người kẹo sữa y hệt như này. Cứng dễ sợ. Này, ngồi xem. Cứng dễ sợ cứng. Bạn nào mà đang chán chán thì làm thử cái này nha, siêu dễ luôn mà vui. Sau khi làm chân trâu xong thì cả người mình toàn bột là bột nên mình đã đi tắm ngay lập tức. Và dạo này thì mình siêu thích tắm luôn. Có một cái chị YouTuber mình rất là thích về beauty, chị nói là khi mình tắm ý, mình chỉ cần có một cái mindset là mình đang chăm sóc bản thân rồi mình đang thư giãn ý, là cái trải nghiệm tắm của mình nó sẽ đi lên một tầng cao mới. Nên là dạo này mình rất là thích tắm, và mỗi lần tắm thì mình cảm giác như là mình đang hội rửa và chăm sóc bản thân, kiểu một dạng làm đẹp ý. Mình không biết tả như nào nữa, nhưng mà mọi người có thể thử làm cái việc đấy. Và dạo gần đây thì mình vẫn đang sử dụng cái sữa tắm này của Sun By Me. Cái sữa tắm này tại sao mình lại dùng? Bởi vì là mình bị mụn cơ thể, mình bị mụn lưng và ở bên hai bên cánh tay ấy. Nên là mình dùng cái sữa tắm này để trị mụn. Thì cái sữa tắm này có AHA, BHA và PHA sẽ giúp cho cái lỗ chân lông mình được sạch hơn ý. Và sau một thời gian sử dụng thì mình thấy là cái mụn của mình giảm hẳn. Trong em này thì cũng có cái thành phần trị mụn như là chàm chà, bạch đàn nữa. Nên là mình thấy nó đỡ hẳn luôn ý. Và bạn nào mà đang bị mụn cơ thể thì có thể thử sử dụng em này giống như mình nha. Em này mình thấy rất là ưng. Ok mọi người, vậy là mình đã tắm xong rồi. Bây giờ thì rất là mát, rất là sảng khoái. Và dạo gần đây thì tại vì ở nhà nhiều thời gian ấy, mình cũng đang nghỉ hè nữa. Nên là mỗi tối sau khi mà tắm xong thì mình sẽ rất là chill. Mình sẽ có cả một cái routine chill tại gia, gọi là spa tại nhà ấy. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một chút với mọi người những cái bước mình làm để skin care, hair care, body care vân vân. Và mình cũng sẽ review một số sản phẩm mình đang dùng gần đây mình thấy thích nữa. Thế nên là không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nha. Let's go. Đầu tiên sẽ là dưỡng tóc nha mọi người. Thì khi mà tóc mình còn ướt như này thì mọi người có thể xịt cái xịt dưỡng tóc của Tsubaki cũng rất là ok, hoặc là dùng dầu xả khô. Thì hiện tại mình đang dùng dầu cái này. Dùng dầu cái này của hãng này. Đây, mình đang dùng của hãng này thì mình thấy cũng khá là ok. Cái hãng này thì mình cũng không biết từ trước đâu, mà là mình đi cắt tóc xong rồi cái anh cắt tóc ấy giới thiệu mình ấy. Thì mình thấy cái này cũng ok. Bình thường thì mình sẽ dùng cả cái xịt dưỡng tóc của Tsubaki nữa bởi vì cái rất là thơm. Nhưng mà hiện tại thì ở đây mình không có. Mình đang ở nhà bạn ấy, là không có. Nên là mình sẽ dùng cái này thôi nha. Cái này cũng khá là thơm, nhưng mà nếu mà xịt thêm cái kia thì nó sẽ thơm hơn nhiều luôn ấy. Dùng thêm một bước xả khô như này cho bạn nào mà tóc tẩy hoặc là tóc nhuộm ấy nó bị khô, thì mình có một bước xả khô như này thì mình sẽ tóc sẽ mềm hơn. Nhưng mà mình chỉ dùng phần đuôi tóc thôi mọi người ạ, mọi người thấy không, mình chỉ dùng phần đuôi tóc thôi. Mình dùng ở trên này thì tóc sẽ bị bết, nhưng mà mình sẽ dùng chỗ này, chỗ khô nhất của tóc mình. Body Mist mùi Beautiful Day của hãng Bath and Body Works. Lúc qua thì mình có một cái mùi signature của mình mọi người ạ, đó chính là mùi này, Marc Jacobs Rain. Mùi này là một cái mùi mà mình thấy nó ngọt vừa đủ và mát vừa đủ ấy. Bây giờ thì mình sẽ lấy mặt nạ trong tủ lạnh ra. Lúc nào mình cũng thích đắp mặt nạ lạnh hết. Thì mình đang nghĩ là hôm nay mình đắp mặt nạ giấy hay là mình đắp mặt nạ đất sét trước, xong mình áp giấy. Ok, mình đã bôi xong rồi nè. Mình rửa mặt mình. Được. Ok. Đợi tầm 10 phút thì mình sẽ rửa nó đi. Và mình sẽ đắp mặt nạ giấy để cấp ẩm. Rồi tiếp tục
với công cuộc spa tại da của chúng ta thì bây giờ đắp mặt nạ lên sẽ xong rồi, da sẽ khá là khô nên là mình sẽ đắp mặt nạ giấy. Rồi, bây giờ thì mình đang suy nghĩ là không biết các loại nào. Mình có hai loại mặt nạ như thế này của Dr. Morita. Đây là một cái hãng siêu siêu nổi với Đài Loan luôn. Và giờ này thì mình đang muốn thử những cái hàng kiểu của Đài Loan, của Nhật, của Thái xem là nó như thế nào ấy. Nên là mình mới sắm hai cái này về dùng thử. Mình thấy là dùng rất là ok, mà bây giờ mình đang không biết là nên đắp loại nào. Tại vì cái này ấy thì có tràm trà với cả niacinamide, còn cái này thì sẽ có là rau má Centella Asiatica. Nên là mình nghĩ là mình sẽ dùng loại này. Tại vì mình thấy dùng cái này hợp với da mình hơn ấy. Tại vì da mình dạo này mới đến tháng xong nên là hơi mụn một chút. Thì cái này nó có tràm trà sẽ giúp cho mình đỡ bị mụn hơn. Mình sẽ xài cái này nha. Cho mình xin. Mà này dùng ok cực. Thẳng là nó nổi. Siêu siêu nổi Đài Loan luôn. Bạn nào mà thích dùng mỹ phẩm Đài Loan thì sẽ biết cái mặt nạ này. Và thực sự là cái chất mặt nạ của em này kiểu nó siêu đỉnh luôn ấy mọi người. Nó kiểu mỏng nhưng mà nó rất là nó như lụa ấy, nhưng mà nó rất là ôm mặt luôn. Nên là mình sẽ đắp cho mọi người xem, cực kỳ nhiều dưỡng chất luôn. Đấy, tên vào da. Thấy không? Rất là thích cực. Mới lấy cái tủ lạnh ra nữa chứ, siêu mát luôn. Vì có rất là nhiều dưỡng chất ý, nên là mình sẽ rửa cái để bôi lên cổ luôn nhá. Trong mặt nạ này cũng còn siêu nhiều. Lấy ra không xí. Bôi lên cổ. Nhiều dưỡng chất. Này, mọi thấy này. Tóc tỏng luôn. Này, đắp xong rất là cấp ẩm luôn ý. Mọi người ơi, tự nhiên mình nhớ ra mình có cái bờm này đeo lên cho đẹp. Mọi người thấy ok không? Đấy, dễ thương không? Ok, bây giờ mình đã đợi cho cái dưỡng chất của mặt nạ nó khô hết rồi. Và để khóa ẩn thì mình sẽ dùng em kem dưỡng điều trị mụn này của nhà Bioderma như sáng nay mình đã dùng nha. Khi đợt vừa rồi mình có kết hợp với Bioderma làm cái giveaway trên Instagram ý. Đây này, đó. Thì mình cũng được hãng gửi dùng thử và dùng thấy rất là thích. Nên là từ đó rồi là mình cứ dùng cái chất kem này. Thì nữa mình sẽ quay cho mọi người một cái footage để mọi người xem rõ cái chất kem nhá. Thì cái chất kem này là một cái chất kem nó rất là mỏng. Và cái mùi của em này thì nó rất là thơm. Mà đúng cái style mình thích luôn ấy. Nó không phải là thơm kiểu thơm hóa học đâu, mà nó thơm kiểu rất là tự nhiên ý. Kiểu nhẹ dịu tự nhiên. Và dạo vừa rồi thì mình có bị rụng râu như mình đã nói ấy. Nên là cũng hơi bị lên mụn một chút. Mọi người nhìn kỹ. Thấy không? Mình nghĩ là cái em này bạn nào mà da dầu nhạy cảm giống như mình thì dùng rất là hợp. Vì ví dụ như mình ý là bị lên mụn vì mình đến kỳ ý, thì sẽ có những cái mụn đỏ nó lên và có thể là mụn viêm. Cái mụn viêm ý khi mà nó lên mình không điều trị kịp thời thì nó rất là dễ, nó sẽ lan ra. Những cái đấy nó đang bị viêm mà rất là dễ lan ra và có thể để lại rất là nhiều sẹo trên mặt mình. Thế nên là đối với mình bôi em này ngay lập tức thấy là nó sẹp rất là nhanh luôn ấy. Kiểu như là cái cồi mụn nó gom lại và nó sẹp rất là nhanh và nó không bị sưng tấy. Thực sự là mọi người chỉ cần bôi cái em này 1-2 đêm thôi là thấy là cái mụn nó sẽ sẹp và đỡ sưng hơn bình thường rất là nhiều. Cái kem này kiểu chất siêu mỏng luôn ấy, nó không bị dày, nó không bị bí da đâu. Có một số cái kem dưỡng ẩm ấy mình không thích ở cái là nó bị dày quá và nó bị bí da ấy. Mình thấy cái này dùng rất là ok, vừa trị mụn nó vừa cấp ẩm nữa. Đó thì nói chung là bạn nào mà da nhạy cảm bị mụn đang muốn tìm một cái em kem dưỡng mà để điều trị mụn và vừa cấp ẩm giúp cho da mình có đủ độ ẩm mà vẫn rất là nhẹ dịu thoáng thôi thì em này thì mình thấy rất là hợp này. Highly recommend cho mọi người. Cái em này thì mình sẽ thoa hai lần, như mọi người thấy trong vlog này là mình thoa hai lần, buổi sáng và buổi tối, thế là đủ độ ẩm cho cả ngày luôn. Thì đây là một đoạn mình quay thêm để mọi người thấy được rõ hơn cái packaging của em ý. Đây là một cái packaging mình nhìn thấy là rất là sang, rất là xịn, kiểu nó đơn giản nhưng mà nó rất là xịn ý. Và cái lý do mà khiến mình rất là thích cái em này bởi vì là em ấy gần như đã cứu mình khỏi cái đợt mụn vừa rồi. Mình bị rụng râu xong tiễn lên mụn ý, lúc đầu mình siêu hoảng luôn. Nhưng mà ở trong em này thì mình biết là có một cái sáng chế độc quyền của Implastop giúp mình có thể giảm viêm và làm dịu da rất là nhanh. Thế nên mình thực sự nghĩ là bạn nào mà đang bị mụn viêm ý thì đây là một cái em kem dưỡng điều trị mụn khá là ok, vì vừa điều trị mụn lại vừa cấp ẩm đủ ẩm mà nó lại rất là mỏng nhẹ, nó không bị quá dày ý. Nó tệt vào da rất là nhanh thôi và không bị dính nữa nên là mình rất là thích cái điểm đấy.
Và tiếp theo sẽ là phần dưỡng môi nha cả nhà. Mình sẽ dùng cái tẩy da chết cho môi này của Cocoon. Cái này là tẩy da chết cà phê. Thì mình thấy cái này nó cũng khá là vô thưởng vô phạt. Thực ra là mọi không cần thiết phải có đâu. Tại vì mình thấy cái cách mà bôi một lớp son dưỡng thật là dày, xong rồi dùng một cái khăn để lau ấy, mình thấy nó cũng tác dụng không hề kém với này. Cái này mình thấy là nó không cần thiết lắm. Nhưng mà có một cái là nó cũng không phải là quá đắt, và mình rất là thích cái mùi cà phê nên là mình vẫn xài. Nhưng mà nếu mà mua lại thì chắc là mình sẽ không mua. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái mặt nạ cho môi này. Cái này cũng là một cái siêu vô thưởng vô phạt luôn, mà mình mua để thử thôi, cho biết thôi. Nói chung là dùng thì nó cũng thích thích, nhưng mà nó cũng không cần thiết lắm. Mọi người dùng son dưỡng là ok rồi. Và cuối cùng sẽ là dưỡng mi. Bình thường thì mình sẽ xài cái dưỡng mi của DHC ấy, nhưng mà ở đây nhà bạn mình thì mình lại không mang theo, nên là mình sẽ dùng cái dầu dừa nguyên chất này nha. Mình xài dầu dừa thì cũng khá là ok. Mọi người bôi một lớp dầu dừa mỏng mỏng thôi thì nó sẽ không bị khó chịu. Hoặc là bạn nào mà không quen ấy thì có thể là bôi ngay trước khi đi ngủ. Mình bôi phát là mình nhắm mắt đi ngủ luôn thì sẽ khá là ổn. Và sau khi mà dưỡng da các thứ xong thì mình sẽ đi nấu ăn nha. Cắm cơm nha mọi người. Rồi thì mình sẽ làm một món rất là đơn giản mà mình rất hay làm. Chúng ta sẽ cần nguyên liệu là thịt ba chỉ xông khói. Chúng ta cần thịt ba chỉ xông khói. Mình sẽ cần hai quả trứng nha mọi người. Tùy vào mọi người ăn ít hay nhiều ấy, có thể làm thêm trứng cũng được. Nếu mà nhà các bạn có phô mai ấy, thì sẽ dùng thêm phô mai nhé. Ở đây thì mình có hai loại phô mai. Đây là một loại phô mai như thế này, và một loại phô mai đây là mozzarella. Đó, nói chung là đập trứng vào, sau này mình sẽ nạo nó ra như thế này thôi. Ôi, món trứng cao cấp không mọi người? Đấy, tận hai loại phô mai. Rồi. Cả nhà ơi, mình sẽ đập thêm một quả trứng cho nó sôi thịt nhé. Đấy, no no. Đặt bếp lên cho chẳng nó. Đó. Thì cái thịt này, tại vì nó rất là nhiều mỡ, nó là thịt ba chỉ ấy, nên là mình sẽ không cần cho thêm dầu đâu mọi người ạ. Thịt này mình cực kỳ thích luôn. Bạn nào mà thích ăn đồ béo, ngậy ngậy giống như mình, thích ăn mỡ thì chắc là sẽ thích cái thịt này. Mọi người. Và cái thịt này thì chín siêu nhanh luôn, tại vì nó rất là mỏng ấy. Thế nó đã chín sẵn rồi, ăn luôn cũng được, mà nấu lên sẽ ngon. Mình sẽ dàn dài nó ra, một tí nữa nó sẽ xèo lên ngay. Đó, đấy nó bắt đầu xèo rồi đấy. Để nó một lúc này. Đây mọi người cho giúp mình một ít mắm vào nhé. Mình thấy thịt mỡ rất là hợp với nước mắm. Đây mình sẽ làm ngay cả đều. Mình cho một ít đường thôi. Đây mình sẽ sới cơm ra bát luôn nhé. Đây, mình sẽ sới cơm ra bát nha. Sau đó thì mình sẽ đổ thẳng thịt lên luôn. Đổ thịt lên. Đó. Cái này có thể dán đẹp mắt. Ồ, nhìn hấp dẫn rồi đúng không? Nhưng mà còn trứng nữa. Tôi sẽ đi đánh trứng. Trứng phô mai. Rồi đấy mọi người, đổ nha. Rồi, chưa nóng lắm. Hơi đảo đảo như này. Bạn nào mà không ăn được trứng sống chắc là cứ làm chín như bình thường, còn mình thì thích ăn nó hơi sống sống một chút cho nó ngậy. Đấy, không để như này. Phô mai đang tan chảy ra. Ok, bây giờ mình sẽ đổ trứng lên nhá. Đây là khâu quan trọng mọi người ạ, phải đổ sao cho nó đẹp.
phải dùng chảo chống dính nhá, mà nó sẽ hôm nay làm 3 quả trứng nên hơi nhiều quá. Tèn tèn tèn. Vậy là xong rồi. Dàn dàn nó ra. Mọi người có thể thêm sốt mayonnaise hoặc là tương ớt, tùy vào khẩu vị của mỗi người. Và đây chính là món của chúng ta. Thực sự rất là ngon luôn. Để cho mọi người xem. Mọi người xem này. Đó. Một thìa. Siêu hấp dẫn luôn. Ai này nóng quá. Nóng 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 nóng. Nhưng mà siêu ngon mọi người ạ. Mời cả nhà nhé. Này, phô mai chảy ra này. Hấp dẫn không? Mọi người làm nha. Siêu dễ, siêu nhanh. Hello mọi người. Mọi người nấu ăn xong nhìn hơi tã tã một chút, mình sẽ ăn thử nha. Siêu hấp dẫn. Ngon lắm. Thì không khó nhưng nó có một cái mùi. Thôi mình không nói gì nhiều, nó chỉ ngon rồi. Ok, cả nhà ơi, vậy là kết thúc một ngày rồi. Thực sự là trong mùa giãn cách này thì mình thực sự là chỉ ở nhà nấu ăn và dưỡng da rất là nhiều ấy. Và mình xem phim, và mình xem YouTube, và mình ngồi viết sổ. Mình nghĩ là chỉ có những hoạt động đấy thôi. Mình đang tính là trong thời gian tới mình sẽ kiếm một cái gì đấy để học thêm trong mùa hè này, hoặc là nghỉ ngơi để chuẩn bị đến tháng 9 lại vào học lại. Và có lẽ là lại học online thôi. Nói chung là mình sẽ update ở những cái vlog sau nhé. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết vlog này. Mình mong là tất cả mọi người sẽ giữ được sức khỏe thật là tốt trong mùa dịch này. Mình biết là ở nhà rất là chán, nhưng mà tất cả chúng mình phải chịu khó ở nhà. Có lẽ là tìm ra được những cái sở thích mới, những cái thú vui mới khi ở nhà, để cái thời gian này trở nên vui vẻ hơn và đỡ stress hơn. Mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì khi ở nhà thì mình vẫn có thể có được những cái khoảng thời gian khá là thư giãn và vui vẻ như thế này. Và mình thấy rất là biết ơn vì điều đó. Nên mình sẽ cố gắng ở nhà hết sức có thể để có thể giữ sức khỏe cho bản thân mình cũng như là những người khác nữa. Cả nhà ở nhà vẫn vui nha và giữ sức khỏe thật là tốt. Mình tin là Việt Nam mình sẽ sớm vượt qua cái đợt dịch này thôi. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến hết video này nhé. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh của mình và ấn dấu chuông nữa để nhận thông báo. Instagram của mình là Maychan 5 chữ N nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong một vlog sắp tới. Bye bye. 옮겨주세요. Ok cả nhà ơi, mình đang có đây mấy củ khoai lang vừa nãy mình vừa mới nướng trong lò trên không dầu ấy mọi người. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử bẻ ra xem như thế nào nhá. Đến tên tên. Bình thường ăn khoai lang nó sẽ hơi bị khô và tất cả nó kiểu nhạt nhạt đúng không? Nên là mọi người có thể chuẩn bị một ly sữa để ăn cùng, hoặc là mình sẽ chấm vào một cái gì đấy để ăn cho nó ngon. Hôm trước mình mua được củ khoai lang mật ăn ngon cực, nhưng mà đây là khoai lang thường. Chấm vào đường và muối gia vị nha. Ăn thử. Ăn ok phết. Nhưng mình nghĩ là nếu mà chấm đường không sẽ ngon hơn. Còn muối gia vị ăn hơi kỳ. Để ăn thử. Khá ngon. Bạn nào mà thích ăn tinh bột giống mình ấy, mình sẽ thích món này đấy. Ok. Với cả nướng khoai lang trong lò trên không dầu cực kỳ là ok ấy. Kiểu nếu mà mọi người có khoai lang mật ấy thì nướng siêu ngon luôn. Cực kỳ ngon. Chấm vào. Chấm vào đường ăn ngon rồi.